Bữa nay làm gì hai cha con tới nhà tôi đây? Sao? Sao? Có ai hú hí gì không? Đi à. Con con. Chào ông bà cô bác. Dỗ dữ trời. Hay đó ta. Bữa nay thì Phong Nguyễn với anh Khánh Nguyễn cũng có với gia đình, ba mẹ cũng có mời ba cha con. Đây cái hoàn cảnh thì Phong cũng nhắc sơ lại á, thì em trai ở đây á là bị tật nguyền từ nhỏ, là bị sốt bại liệt. Cái tay là nó bị yếu một bên. Có vợ với hai đứa con nữa. Thì em trai cũng phát hiện là vợ là cùng với nhân tình là cũng, nói chung cái chuyện đó thì cũng không muốn nhắc tới nữa. Nhưng mà bữa nay á là dẫn theo đứa nhỏ đi tới là đám giỗ. Hồi đó giờ em có đi đám thường không? Dạ không. Dạ. Sao không có đi đám với giáo vậy? Dạ anh đi bán với em ở quê, không có quen ai. Không quen ai hả? Dạ. Vậy bữa nay được đi đám giỗ em cảm nhận sao? Dạ em vui, được ghé nhà anh Phong mừng. Này bận đồ đẹp nhất rồi đó hả? Dạ. Thì đối với anh á, tụi anh á thì không có cái điều kiện, không có gì mà để giúp cho tụi em được hết trơn á. Yeah. Nhưng mà có cái tấm lòng thôi. Hôm nay nhân cái ngày giỗ tưởng nhớ bề trên. Yeah. Thì gia đình, nguyên gia đình anh mời gia đình em. Yeah. Thì cái này là sự mời chứ không phải là kêu biểu gì hết trơn á, kêu mời tới dùng tiệc. Yeah. Thì sẵn là anh có kêu em là bữa nay là cũng vừa đi dùng tiệc mà vừa đi kinh doanh này, có không? Dạ. Có luôn hả? Dạ có. Đem nhiêu tờ đó? Dạ nay đem được 360. 360 tờ. Chút xíu chắc hai cho con ăn xong bán hết cho chú đó. Dạ. Teo luôn quá. Trời ơi, nó nghe nói nó nhìn. Này. Vui. Này chú Phong quay cho ông bà cô bác xem ha. Giống như là tụi con nè với ba con á, là cũng giống như là cũng phải được tôn trọng, ông bà cô bác là phải tôn trọng đúng không? À, thấy nhầm khi mẹ con là thấy hình ảnh này là cũng biết là như thế nào. Dạ. Nói chung ở dưới quê mình không biết sao nói hết trơn. Dạ. Bà con cô bác thì nhìn cũng biết là bà con cô bác thì thương cha con của em. Ừ. Nãy là Phong hai cha con là đón xe đi xuống đây và Phong chở từ đèn đỏ chạy về đây. Đi xe buýt. Xe buýt. Khách khứa cũng có lầy lai rồi. Nay cảm nhận sao con? Hồi đó giờ đi đám nhiều không? Không. Không đi đám luôn hả? Dạ. Đi lộm lên nè. Thôi đi lộm đó. Mình thôi mình vô bên trong ha. Vô trong đi để đứng ngoài nắng quá nè. Thôi đi em. Dạ dạ. Hồi trước nhất thì Phong Nguyễn với anh Khánh Nguyễn với hai cha con gửi lời chúc đến tất cả quý khán giả Mạnh Thường Quân nha. Rồi. Chào chị Lộm, khách khứa đang tới lai rai rồi, lấy quà vô. Có chị ở trong á, chị với em ở trong á, chơi nha. Yeah. Coi như nhà của mấy chú là giống như nhà con nha, cho thoải mái nha. Mới thừa. Đây bà chị nè em. Có gì đâu, bà cô bác mình đâu. Muốn quà về lên cúng ông bà. Chị đây chào cô con. Thằng em nó bán vé số nữa. Dạ. Hoàn cảnh cũng bán vé số nữa đó. Chúc chị ủng hộ cho nó em nha. Bữa có coi clip mà. Ở đâu chờ hình như bà xã đi chơi gì phải không? Dạ đi lâu. Thôi được rồi. Chị nó quà đi chị. Dạ cảm ơn chị. Gì vậy chị đem gì vậy? Trời ơi có gì đâu, quà quê có chút đỉnh. Trời ơi. Đem lụa miền đó đâu. Vô câu ngon quá vậy. Vô câu hả chị? Anh giờ sẵn nói luôn là ngày hôm bữa hôm chính là hôm chính âm lịch mình giờ sẵn lên đây mà. Từ từ em cứ dựng cho giật đó. Để vô. Vô đi vô chị. Đợi anh chút xíu em để anh dẫn xuống giới thiệu bà con rồi. Chị Lộm đi đem vô câu lên nữa. Vô câu đi chị. Cứ ngồi đi vòng vòng chơi. Để giới thiệu cho mấy cô bác biết để chút kéo lên để vớt tiền ấy nha. Trời, vé số muốn bung cái cặp luôn trời. bữa nay đem tới 300 mấy tờ vé số nên bung cái trời. Đi con trai. Đi. Ê, em trai hôm bữa giờ con với vợ con với anh Khánh xuống ghi hình không ạ? Dạ, cho hai mẹ anh á. Dạ. Dạ. Ra được hai anh trai. Bé này bé nhỏ hay bé lớn? Dạ, dạ bé nhỏ. Bé nhỏ hả? Dạ. Bé lớn đâu? Dạ này thi học. Thi học hả? Dạ. Dạ bà chưa? Dạ có vợ không con? Dạ thương. Dạ bà dạ con. Dạ bà. Rồi, thấy thương quá.
Ừ, đi xuống sau tham quan ha. À, thôi đi đi con. Dạ, dạ, không, mẹ dạ. Sau nha. Dạ, dạ. Chị Lợm vô nha, chị Lợm. Này. Hôm nay đi không có thiết kế đôi dép nè, thấy không? Đôi dép cũ quá nè. Dạ. Đôi dép đó là ngon nhất rồi đó. Dạ. Chị... Dạ. Chị Ba. Dạ. Thưa cô con. Con thưa cô. À, thưa cô kìa. À, đi. Coi rồi đó chứ có gì không? Co với con trai đó. Bữa nay đi cũng đi tham quan. Dạ chừng chân á. Ẩm ba kêu qua con dọn lên bún kìa. Thưa ba. Nãy giờ thấy con ba. Bé thưa ba đó ba ơi. Bé thưa ba. Rồi đứng góp nha. Đó. Dạ. Thưa cô chú con. Dạ nay anh nó học nó thi. Dạ. Đổi gì không? Đây mẹ, vậy là mẹ có con qua cho con. Rồi, dạ. Rồi. Qua cho con. Đi. Đây đang đáng nghiệp chút xíu rồi em vô em chiên ra cho dạ. Cô Thủy ơi, ba cha con nè cô Thủy. Dạ. Dạ. Hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt. Hôm bữa giờ đăng tải rất là nhiều clip. Dạ. Thưa bà đây con. Ừ. Đây thì dịch á thì đi ra ngoài chợ dạ, thưa bà, cô ba chị. Cô. Hôm nay là thứ. Đó. Dạ. Thưa cô rồi. Em ba anh kìa, ba anh kìa. Dạ. Em bảo anh. Em bảo rồi. Mặc mặc áo. Dạ. Này là ông lão Phật gia, còn bà lão Phật gia làm dân kia. Dạ. Rồi. Cũng còn đây đang bảo kìa, bảo con kìa. Đây. Ở đây là cô bác ai cũng thương hay cho con hết nha, nên là mạnh dạn lên. Ô, trời ơi. Cảm ơn em. Cảm ơn con. Ô, quá quá. Trời ơi, cho đi biết bạn cho anh luôn. Cảm ơn. Anh ăn đi anh. Rồi đi lên đi. Con dạ. Chơi đi, con dắt anh lên dạ chơi đi. Rồi bây giờ là con gia nhập với đội tiểu nhí nha. Còn ba con phụ được gì phụ. Dạ. Dạ. Rồi, đi chơi đi con. Trời ơi, ba này đi ba. Cái này ăn mì tôm tự muốn ăn mình đấy nè. Chơi đi con. Giờ lên đánh chơi ha. Bên tôi hả ta? Chơi chị chơi. Con chơi đi. Rồi hãy cứ vòng 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 ấy đi em. Phụ được gì phụ á, phụ được không? Lên chảnh phụ trên tảnh. Thôi lên chảnh phụ đi em. Đi rửa nè. Đi lên đi anh. Là lên chảnh phụ hấp em còn có một bên nè, em có hấp. Chứ làm phụ gì nha chị đó. Đầu coi có hấp sao đây. Đi lên chị phụ hấp. Đi coi chừng trên chơi cô Táo ơi. Dạ. Dạ. Chết chà. Anh đi không nào không kịp luôn à. Lại đưa cái máy không đi. Anh quay dưới đi. Anh quay dưới đi em ấy. Đây anh xuống anh chân cá. Ừ. Rồi thầy bánh đi xuống bánh chân cá để cho phòng chia sẻ hai cho con tiếp. Cắn nhớ bỏ bịt mũ ra con. Cắn nhớ bỏ bịt mũ ra nha. Ăn cắn nuốt bịt mũ rồi chết luôn á. Mở cho số nè, bắt đầu mở cho. Dạ, quanh kia kìa em. Dạ. Đi quanh kia kìa. Đây sôi. Cái miếng nó giống còn lưng hả? Đó. Cơ mạnh này của chúng chị. Dạ, dạ. Nè, qua đây. Dạ. Có công việc gì cho em làm không anh? Lấy đi muỗng. Có một tay một à. Có một tay một. Cái ở dưới sau lớp mớp còn không? Thiếu lớp mớp nè. Dạ. Đây cái này là gói hấp. Ở dưới quê có cá, có thịt đi ra ngoài chợ, cá này là cá thu. Cá thu hình như cá thu ở dưới biển ha. À, dưới biển. Cá thịt bầm.
với nêm gia vị cho nó đều ra. Xong rồi gối với lá mướp. Lá mướp rồi có lá nghệ với lá nhào. Ở đây thì có cây nhào. Lá mướp thì là ngon nhất. Cứ tự nhiên nha, đừng có ngại gì nha em. Dạ dạ. Làm gì đổ mồ hôi chán như vậy. Bình thường thấy bữa nay cái đi lại đông người quá ngại hả? Khớp không? Dạ. Yeah. Ừ, không sao hết. Mạnh dạn bình tĩnh lên. Dạ. Yeah. Ừ. Chút chè bàn được không em? Dạ yeah, được. Được hả? Dạ. Yeah. Đúng được. Dạ. Ở với anh thì dễ thương quá. Yeah. Ngồi xuống cho. Ngồi xuống. Ngồi thêm. Thằng em này dễ thương lắm á mấy anh. Tai nó bị vậy đó, vợ nó đi mất tiêu rồi. Hai đứa con đứa nào cũng bệnh hết trơn. Nay là được mời tới dự đám giỗ. Hoàn cảnh của em ghi hình á mấy anh. Cảnh đâu anh đó? À, ngay Bến Lức á. Nó chạy xuống mấy chục phút mà. Thương chú. Ăn nhớ Hoàng đó nha. Hoàng không? Hoàng cho ông bà thương nha. Rồi giờ dắt hai cha con vô thắp hương nè. Dạ. Đi vô em. Thắp hương cho ông nội anh. Ủa sao cúp điện đâu? Cúp điện hả ba? Trời ơi. Ừ, có mà trong đây có đèn không hả ba? Rồi. Hơi cao một chút. Dạ. Đây là ông nội. Ông nội của Phong đây. Lúc trước thì ông nội thì chú Út dỗ, nhưng mà mấy năm nay bà nội mất rồi, nên là ba mẹ mới dời ông nội về đây để chia ra. Bé nhỏ mới nó còn khờ chút rồi nó biết trời, nó nhảy tưng tửng lên giờ. Yeah. Rồi lại chắp tay với ba con kìa. Chắp tay với con. Quái đi, nói ông phù hộ cho mấy cha con đâu. Thật tâm nha. Ông phù hộ cho mấy cha con có sức khỏe á. Thì bán được cô bác ủng hộ cho con. Dạ. Được không em? Dạ được. Dạ. Xuống đây con trai. Xuống đây bà cho miếng xôi nè. Đây con bưng lại. Bưng đã. Dạ. Nè nè nhanh lên đây nè. Lại bà cho xôi ăn nè con. Nè lên. Lại phanh tay nè. Lại phanh tay dạ bà đi, bà cho miếng xôi ăn đi con. Chút lấy mà cho. Hồi xuống hồi xuống. Sát vô. Hồi hấp dẫn chưa? Dạ. Nè, xin vô, xin vô, xin vô. Xin vô con. Em thấy chị ấy nữa rồi. Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà đi con trai. Em cảm ơn bà. Rồi, em lên chợ. Dạ, em lên chợ Quốc. Nó bị tim. Ừ, thật kỳ 6 tuổi mà dạ. Con bé này hình như bị bệnh tim không em? Dạ, bị tim. Bị tim đó không phải? Còn hai bé và bé kia bị não. Còn anh nó bị não. Chị. Có hai đứa con. Dạ. Bệnh hai đứa con mà bệnh hết trơn. Còn coi tay em. Tay mới đi vô vậy. Tay em nó bị có tật từ nhỏ đó. Đấy, sốt không? Giờ ba mẹ con còn không? Dạ còn. À. Dạ. Hai đứa con về vợ bỏ đi vậy hả? Trời thấy thương không? Bỏ đi hồi 8 tháng 3. Thôi đó. Vì bỏ con ở lại nuôi hai đứa nhỏ vậy đó. Dạ. Con hiếu thế.
Mệt ghê. Nè con lấy muỗng. Còn nóng hả? À, cũng gì. Đi đâu có điện đài gì về nó thăm nó nhỏ. Ăn kẹo không cho cục nào luôn. Tao đi là tao đi luôn mà chứ nếu mà tao ở giờ đâu có đi. Dạ. Tao đi rồi đi luôn. Tao nó muốn đi rồi mà sao mà. Chứ dạ. Đâu có điện đài. Chứ tao ở đây chứ tao đâu có đi. Lúc cưới thì không có chê dạ. Có thật. Mà lúc mà cưới rồi xong xuôi đẻ hai đứa con mà chê là thật. Hai đứa con rồi. Có bà với má của con lên không? Bà có con với má học á. Dạ có. Nó đẹp quá, đi ra đội thôi. Về là bắt đầu nó đặt hết kia. Chúng có tầm chị Ngọc xuống. Có anh Huy gì à? Huy không Huy, không Huy. Không Huy hả? Không Huy, Bút Bút. Có anh Tâm, Tâm hả? Ngày mới đang lại chắn mặt thôi. Có mệt đâu có nói Quân hả con? Phẩm. Không phải không? Ê, có anh Tâm nào mà hôm nay chắn mặt không anh? Lâm. Là Lâm anh, Lâm. Có anh. Có luôn. Dạ. Lát nó lên á. Ăn đi con. Đang chú lại cái điếm coi này, mấy gì? Chính dĩa, dạ. Chính dĩa. Chính dĩa. Năm dĩa cắt hết cái này á. Con em đỡ kìa. Giỏi lắm của bác anh chị nha. Dạ quê con Giang. Giang. Dạ. Giang. Sao? Sao? Chào chị. Ăn đi con, tự nhiên lên nha. Ê, ăn thấy sao con? Ăn thấy sao? Ngon không? Ngon dữ không? Ừ. Ăn tự nhiên nha con. Su, ở nhà ông bà đi con. Bà bà. Ừ, hôn mi gió ông bà đi. Ừ, mấy bên này cũng bệnh nè. Dạ, mấy bên này cũng bị bệnh đó chị. Bé Su. Dạ, sau đi học rồi. Đố có chạy bàn không, làm dữ em. Dạ. Nó như quê cô bác có đám cũng lại phụ được cái gì phụ. Phụ được gì phụ? Dạ. Phụ về thì xong đám người ta cho gì chút đỉnh vàng đúng không? Dạ. Cho người ta cho bánh gì cho con ăn. Ừ. Dạ. Đó. Nó nghị lực trong cuộc sống mình là vậy đó. Dạ. Thì Phong cũng muốn quay cho ông bà cô bác xem có tật nhưng mà người ta lúc nào cũng còn hơn người là có cả hai đôi tay nữa. Đây mình đây trên bàn chắc cũng đủ rồi đó em. Dạ đủ rồi, em đem giáp luôn. Ừ. Bưng mâm bưng đem chắc luôn. Rồi ngồi xếp rồi. Xếp cái này là chuyên nghiệp, làm qua giống như là làm nhiều lần rồi đó chị Lộm. Em nói làm nhiều lần rồi đó, chứ không phải là mới biết làm đâu. Chúc là mấy anh em mình vô chúc đầy đủ rồi. Ông em có mộc quy duy nhất à? Bà má. Như bà má vậy thôi. Dạ. Thư năm nay không có tới. Dạ không, nó bận rồi chị. Dạ. Có anh Cường như bất động sản. Cường này bận rồi chứ. Ăn với bạn không? Bận. Bận mà. Mới lấy hai cái mất. Đây tìm hai cái nữa. Nè, mẹ Phong đang làm cá. Phong chào chị em, chị em cô bác chúc cho em dồi dào sức khỏe, cho động lực cho Khánh Nguyễn với Phong Nguyễn một cái like để tự nguyện giúp tự nguyện. Chúc chị em dồi dào sức khỏe nha. Nay đám giỗ bên anh nhà anh chị mời chị em cũng về dùng thiệt tình. Lát em dùng thiệt tình. Rồi anh Di, chào giá anh Di. Nhà có mình anh ba là bự con nhất của chú anh chị. Nè đang làm
ai cũng mỗi công việc làm mà chưa xong luôn. Này hôm qua nay là cô Thủy là cũng đuối luôn rồi. Không có đuối đâu con, không có làm gì đâu đuối. Nè thấy vui không cô? Vui con, dạ. Con Thủy gia đình rất là vui, cô thích lắm. Nhìn cảnh gia đình này cô rất thích và thương yêu lắm. Dạ. Dạ. Ờ, cảm ơn cô dự nghề đám giỗ ông nội con nha. Rồi, đâu có gì đâu con. Dạ. Rồi con đi vòng vòng nha. Rồi con đi đi, chúc con sức khỏe nha. Luôn luôn nào muốn khỏe mạnh và luôn luôn lúc nào cũng sát cánh với những mảnh đời bất hạnh. Dạ, cảm ơn cô. Phong là ở trên chỗ cô, bạn bè cô đặt Phong là Phật sống á. Không dám nhận đâu. Không, đó là cô Thị nói thật, bạn bè cô nói Phật sống. Trời, thôi cô ấy nha. Cảm ơn bà con hình dẫn cô. Trời, tôi biết rồi. Thế nào cũng đập, bạn cô sẽ đập clip này. Thế là cô đã nói những lời đó với Phong. Dạ, chắc họ cũng sẽ mừng lắm. Dạ, cảm ơn cô. Chị bãi này đẹp dữ vậy bãi. Dạ. Thôi quay đi nè, mà mày cho thấy bánh tét. Con bãi thấy bánh tét. Không, đây. Thôi, mình qua bãi đi. Bãi lịch sử cho qua đây. Còn rồi không này thấy sao không thấy vui thấy ông vợ ông nội là vui rồi phải không bà con đông đủ là vui. Ông nội nhìn xuống thấy mỉm cười à, thấy quá trời đông mà. Con cháu về đầy đủ là ông nội vui. Dạ, con cháu đầy đủ. Con cháu về đầy đủ là ông nội vui. Nên bãi có chạy xe không vậy? Có, nội chạy xe chú anh bãi qua. Trời ơi, mong chiều nay ông nội phù hộ cho con cháu đồ mạnh giỏi khỏe mạnh rồi làm ăn phát tài phát đạt hết rồi. Dạ. Rồi thôi chị nha. Đây là những đòn bánh tét. Đòn bánh tét là nên em hả? Hồi đó làm như là bánh tét là hôm qua là gói xuyên suốt luôn cô chú anh chị, gói xuyên suốt luôn, tại vì ở dưới quê chỗ Phong á là đi bánh đổ đi đám giỗ là hay kiếm bánh về, mà ở đây là kiếm bánh tét đó, rất là nhiều đòn luôn á, rất là ngon. Này bánh tét chuối với bánh tét nhưng mỡ đem ớt rồi sắc để nó gì bò đem là đem nó kêu đem ớt lại đây ốc đem chén ớt lại đây ốc đừng bỏ đường sống lại luôn đi mồm cái ớt kiếm gì không chạy ra ba lần để khách nghỉ lên vô đây đi chạy lần nhiều đấy không đi tới tôi nữa. Nên Khánh đang chiên cá này ông bà cô bác. Rồi chào mời cô bác. Khánh coi như là đảm nhiệm cái việc mà chiên cá này, tại vì đi tới đi lui làng sàng bị đuổi thôi, kêu mày ngồi ở chỗ đi. Đi chừng yếu quá, đi lẹt xẹt chết luôn á. Đang cũng đang cầm máy quay nè. Trời Khánh không biết nói gì hơn, cũng chúc bà cô bác luôn mạnh khỏe bình an luôn. Thấy không, cá nhìn hấp dẫn không? Để anh đảo qua. Cá chiên này cũng cả nửa tiếng nó mới giòn. Cá chẽm. Dạ. Để anh đảo qua. Một năm có một cái đám giỗ của ông nội duy nhất nên là làm cho cũng bà con tới dự cũng đỡ một chút. Đây, để anh đảo qua nè. Nhưng toàn bộ những đồ ăn thức uống á, là cái này là mua đồ giống như cá với vịt á, thì cũng đồ giống như người ta làm sẵn ở ngoài chợ rồi, giờ phải mua rồi đem về. Mình chỉ về mình rửa rồi mình giống như mình làm sạch cho nó sạch kỹ lại thôi. Chứ bây giờ cái khâu mà giết mổ hay gì á, bây giờ gia đình cũng hạn chế không bà cô bác ơi. Đúng rồi. Nhiều lúc á giống như mình đã làm qua công tác này rồi á, công tác thiện nguyện mà mình làm sát sanh mình thấy nó cũng nó sao sao á. Tại mình phóng sanh rồi sao mà làm cái chuyện kia được. Thôi cũng cái duyên cái số đưa đẩy thì mình cũng cố gắng. Rồi thôi anh làm chia sẻ tiếp đi. Nha. Nhân chiên cá ngon lành nha. Thấy này nãy nó mới dính này thấy căng quá không biết làm sao được. Mẹ đang chặt tập dịch đây. Mẹ đang dịch đây. Thành quả thì qua nay. Tâm dỗ mà dần công. Dạ. Dần công chứ.
Năm giỗ hôm nay thấy sao em bảy? Bảy thấy vui con. Mình năm mình có lần họp gì vui. Đợt này lớn hơn. Ừ đúng rồi, lớn hơn năm rồi. Dạ dạ. Tại vì ba phòng cũng mấy bữa nay lên cũng 3 ngày rồi. Mỗi năm càng đông càng lớn. Dạ đúng rồi. Con cháu luôn á, mỗi năm là càng nhiều người. Hôm nay đông hơn năm rồi á. Dạ đông hơn năm rồi. Dạ, nay mình mười mấy năm vậy? Năm 13 mâm hả? Còn thấy thấy khế chua. Ở nhà có cây khế. Khế này là trái quanh năm luôn cô chú anh chị. Khế này nó chua quá nên không có sâu. Khế này người ta ăn với thịt bò. Bò thấu á cô chú anh chị. Em ấm chánh. Em cầm cái vỗ đi. Em cầm cái vỗ đi anh bỏ vô. Cho mấy con sắt. Nè, lấy cái này ở chỗ đó hả? Dạ, có cái vỗ. Ừ, góc bên đây nhiều nè. Đây. Thù tay cũng mạnh dữ ha. Dạ. Nhỏ đó làm có một tay một. Tay một là nó cứng cái tay kia. Dạ. Tay. Thế chế này là xanh quá rồi nó mới ngon nè. Cái nhóc cũng. Cái nhóc hạt chè. Nhón luôn kìa. Anh giờ cái ghế xếp quà miếng á. Dạ. Anh Tâm chị Ngọc sẽ sắp tới rồi đó. Đây có mấy cổ sắt liền cái anh không? À. Cô. Đây đây. Để. Không con hai nữa. Thấy thêm nhiều không nhiều không chị? Hai bào đi chứ bảy. Bào sắp. Hai thêm không? Để bỏ lên đây cho. Hai đi bé em, hai đi 15 lượng mà. Trời nó nhỏ nó chơi nó giỡn. Đó. Biết rồi. Mâm. Cây này bữa trái dữ lắm luôn á, bữa nay bớt rồi nè. Cái bự bự. Bữa là anh hái anh bán á, mà khế này rẻ lắm, 5.000 ký. Thì khế này có dây điện kêu quá. Xích xích vô này không kìa. Đừng có dòm lên quá, nó vớt ba bụi vô mắt á. Dạ. Phùng quay chi tiết cho ông bà cô bác xem luôn. Đỡ xem đỡ nhớ những cái cảnh quê ở Việt Nam. Anh nhỏ rồi nè. Khế vườn cây bụi bụi ngon ngày mai đi đi về đủ rồi đó không đủ hả em? Dạ dạ tôi xác bên nhà không á. Đây nước chấm. Nước chấm này. Chấm đầy đủ hết đúng không em? Dạ, đầy đủ. Cái bún với xôi. Còn mắm nêm á, chút xíu mắm nêm lên sao đi. À, mắm nêm còn. Còn thiếu mắm nêm. Đây là một. Nhiều hấp dẫn không? Em không cần để đây nè. Dạ. 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 Chỉ bưng vòng vòng ở trên đó thôi. Bưng mắm mặn. Bưng mắm mặn thôi ha. Lát mắm nêm chừng nào gần ngồi rồi bưng lên chứ để đem lên mắm gần này. Bưng sớm cái này có mẻ đấy nè Thúy. Thêm mắm mặn. Không có sắc mỏng gì được đó. Hôm nay con không biết một bữa tao nói như ăn. Này chén không đồng đều. Được chưa? Thôi ít thôi em ơi.
nhìn chán luôn. Hôm có ai mướn chạy bàn đi làm nha. Dạ. Quay giờ mướn cây bàn luôn á anh không? Chạy bàn tiền nhiều hơn đi bán vé số á. Dạ. Bàn hai chén không? Ừ, bàn hai chén đi. Ông anh đang hái cốc. Này ăn lai xét hả anh? Quá trời, mới hái chút xíu quá trời à. Tìm người thân. Một mạnh thường quân trong suốt bao năm qua đã giúp đỡ và hỗ trợ cho bà con nghèo, bà con khó khăn, bà con bệnh tật, và thậm chí xây nhà, làm đường, cấp học bổng cho học sinh nghèo ở Việt Nam. Và còn rất là nhiều những hành động ngược kỳ cao đẹp của anh dành cho bà con nghèo ở Việt Nam. Và trong những năm tháng mà anh sống ở Mỹ á, anh có một ước mơ, anh có một hoài bão là một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được người mẹ yêu dấu của mình. Theo những gì mà anh chia sẻ, ba anh tên là Nguyễn Duy Quang. Trước đó ông làm thông dịch viên cho Mỹ, ông sinh ở Tu Tị. Đến thời điểm này, ông cũng đã khoảng ngoài 80. Còn mẹ của anh á, là vợ nhỏ của ba anh. Trong những năm 1968 á, khi mà anh ra đời, mẹ anh á, sống ở trong khu Bình Lập ở Long An, gần nhà bác cũ của tỉnh Long An hiện tại bây giờ. Mẹ anh á, sống trong cái cư xá Bình Lập đó. Trong cư xá thì có hai tầng. Cha anh á, là người con thứ tư trong gia đình, còn cô Nam Anh á, là cô giáo. Trong những năm mà người mẹ ruột của anh sống trong cư xá Bình Lập, thì người mẹ lớn của anh đã đến trò chuyện với người mẹ ruột của anh hai lần. Sau đó người mẹ ruột của anh đã bỏ rơi anh. Sau khi người mẹ ruột bỏ rơi anh á, thì anh được người mẹ lớn cũng như là bà ngoại, tức là người mẹ của người mẹ lớn, đã chăm sóc anh và nuôi nấng anh thành người. Sau những năm tháng anh sống ở Mỹ, anh có một ước mơ, anh có một hoài bão là một ngày nào đó sẽ tìm được lại người mẹ ruột thân yêu của mình. Và hình ảnh trước ống kính của toàn thể ông bà cô bác đây, đó chính là ông Nguyễn Duy Quang, là ba ruột của anh. Ai có thông tin gì về gia đình, về người mẹ của anh, thì xin hãy liên hệ qua số điện thoại trước ống kính của toàn thể ông bà cô bác. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.